Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Thế Giới Cây Giống Chi Nhánh Cây Bạc. Hôm nay Thế Giới Chi Nhánh Cây Bạc về một vô bử da xanh, cây rất là xanh tốt, đặc biệt phát triển rất là mạnh mọi người. Lá xanh bóng không bệnh, chiều cao trung bình của cây là khoảng 8 tấc đến 1 mét. Rễ đã phát triển rất là mạnh ở trong bầu rồi, nên mọi người đem về là có thể trồng liền được ngay. Nếu mọi người có nhu cầu tìm mua hoặc cần tư vấn hỗ trợ, mọi người liên hệ số điện thoại 0824 664499 được tư vấn hỗ trợ. Hẹn gặp lại mọi người.